nhà nhà không có điều kiện cho nên là toàn phải mặc áo phông thôi, toàn phải mặc áo phông đấy, mà cũng không có điều kiện cho nên là không có mặc hàng thương hiệu, đấy là không có Gucci, không có Chanel, không có Dior, không có các thứ. Nhà mình toàn là của nhà làm được ấy, giống như kiểu là là mình thôi thì mình không không đi mua thương hiệu hạng sang xịn mịn đó, thì mình tự tạo ra mấy cái thứ này để mà mình mặc thôi. Thế thôi. Ai trong số các bạn ở đây thích là dùng cái của nhà dùng được như vậy ạ? Đó. Ok, tuyệt vời, hay rất là tuyệt vời ạ. Và thì mình cứ làm thế nào đó để mình phủ xung quanh mình nhé, tức là mình tạo ra mọi cái khoảnh khắc. Bởi vì rất là nhiều người cứ nói rằng là tôi tạo ra cuộc sống của tôi, mọi người hình dung không, tôi tạo ra cuộc sống của tôi, nhưng mà thấy là chúng ta cứ ở trong cái chuồng gà của nhà ai đó chứ đâu có phải là ở trong nhà mình đâu, là phải không các bạn? Cho nên là thôi mình tạo ra cuộc sống của mình nhé, thì cái ly của mình, rồi cái quần cái áo các thứ mình tự tạo ra thôi đó, còn thế giới bên ngoài nó như thế nào thì kệ người ta. Ai trong số các bạn ở đây muốn là mình sống trong cái thế giới mà mình tạo ra như thế ạ? Đấy, mình sống trong thế giới là sách vở là mình tạo ra, rồi quần áo là mình tạo ra, đồ ăn là mình tạo ra, đồ dùng học tập tất cả các thứ là mình tạo ra đấy, thì các bạn có muốn như vậy không? Chứ bây giờ mặc tôi thấy là cái gì Louis Vuitton, tôi cũng không hiểu là sao mà nó mắc thế. mà tôi cũng đấy, hay là giống như kiểu có một số những cái show thời trang ấy, mình thấy là người ta bảo là rất rất chi là model, rất chi là model, nhưng mà tôi thấy là nó giống như cái kiểu cái thập niên 90 rồi, hồi cuối năm 90 đầu 2000 mà mình mặc ấy đó, thì tôi không hiểu là họ 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 đi trước thời đại như thế nào. Chắc là các nhà mẫu trên thế giới là toàn ấy về Việt Nam nghiên cứu các cái trend của Việt Nam cách đây mấy chục năm ấy, xong rồi họ 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 mới sáng tạo ra, phải không các bạn nhỉ? Đấy, cũng giống như kiểu là những người thích bùa của Ajit Nesin ấy, thì sao ạ? Thì là cái bộ bộ sách gọi là siêu hài trên nổi tiếng cả thế giới luôn, những người thích đùa. Thế nhưng mà sau khi tôi đọc xong tôi thấy là ủa sao những chuyện này là ở Việt Nam mình là rất là bình thường đó, gọi là cứ bình thường như đường nông thôn ấy, thế mà tại sao lại trở thành những người thích đùa của là nổi tiếng thế giới nhỉ? Đấy. Thế xong các bạn biết không, tôi đọc lại cái tiểu sử của cái ông Ajit Nesin ấy, thì hóa ra là ông ấy có đến Việt Nam thăm Việt Nam một thời gian, và sau khi đến Việt Nam thăm một thời gian ông về thì ông cho ra được cái bộ sách là những người thích đùa. Các bạn thấy điều đấy tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Tức là Việt Nam là vương quốc của những người thích đùa và nó được trở thành hình mẫu trên cả thế giới luôn. Ai trong số các bạn ở đây thích đùa? Đó. Ok, ngày hôm qua thì chúng ta đã học về gì các bạn? Hôm qua chúng ta đã học về gia vị nhiệm màu đúng không các bạn? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy rằng là đồ ăn thì rất là quan trọng ạ. Và đồ ăn này, rồi cái điều rất là quan trọng nữa đấy là cái attitude, cái ý thức của chúng ta về đồ ăn khi mà chúng ta làm sao ạ? Khi mà chúng ta ăn. Tuy nhiên có một điều nữa mà mà khi mà từ cái trận từ cái nhận thức của mình ấy, thì tôi hiểu rằng là cái thứ nhất là chúng ta trân trọng và chúng ta biết ơn đồ ăn, đó là điều đương nhiên rồi, dù là nó ở dưới hình thái như thế nào, nhưng đã có
đồ ăn để đưa vào cơ thể của chúng ta thì chúng ta cần làm sao? Chúng ta cần trân trọng, chúng ta cần biết ơn cái đồ ăn đó, phải không các bạn? Nhưng mà một cái yếu tố nữa đấy là gì? Là cái ở góc độ của cái người sản xuất, bao nhiêu trong số các bạn ở đây đồng ý rằng là đã có đồ ăn thì phải có người làm ra cái đồ ăn đó, phải không các bạn? Mình là người tiêu dùng, và mình đói thì mình phải ăn, và khi mà mình đói ấy, thì mình làm sao ạ? Thì mình sẽ phải mua, đúng không? Thì điều đấy có nghĩa rằng là có ai đó sẽ bán, và có ai đó sẽ bán thì có nghĩa rằng là có ai đó đã làm. Thế thì liên quan đến cái năng lượng của cái đồ ăn ấy, các bạn thấy rằng là sau sau ngày hôm qua đó thì chúng ta đã thấy được cái hiểu thêm nữa về năng lượng của đồ ăn chưa? Nó không phải là uống cái nước đó thì nó sẽ bổ, không không chỉ đơn giản là uống cái nước đó thì nó bổ, ăn cái đồ đó thì nó bổ, phải không các bạn? Mà nó là gì các bạn? Nó là cái năng lượng mà chúng ta tác động lên cái đồ ăn đó bằng cái diện, bằng cái ý thức của mình. Nếu như mà mình biết ơn thì cái trật tự các cái phân tử ở trong cái món đồ đó làm sao là nó sẽ thay đổi lại, nó sẽ sắp xếp lại theo cái cấu trúc tốt lành cho cơ thể của mình. Và đấy là một cái yếu tố. Và thêm một cái yếu tố nữa là gì? Nó đến từ góc độ của nhà sản xuất. Các bạn có đồng ý rằng là nếu như người dùng có ý thức về biết ơn thì món đồ đấy sẽ trở nên ngon hơn và món đồ đấy sẽ trở nên bổ hơn, phải không các bạn? Mọi người dùng không? Thế thì câu hỏi đặt ra là từ phía nhà sản xuất thì sao? Người ta có nên và nó có cái sự tác động của ý thức của cái trường năng lượng của cái nhà sản xuất lên cái món đồ đó không ạ? Ví dụ như cùng là trồng cây lúa, ví dụ như cùng là trồng đậu, ví dụ như cùng là trồng trái cây, hay là các cái loại ngũ cốc các thứ để mà chúng hay là thậm chí là chăn nuôi, mọi người hiểu không ạ? Tôi thường nghe mọi người hay nói rằng là ồ, kỳ này đi thực hành thiền ở trung tâm này, kỳ này đi thực hành thiền ở chùa này, ở chùa kia các thứ ấy, mà đồ ăn ở đấy ngon lắm. Thế xong và hỏi sao mà có đồ ăn ngon là bởi vì trong chùa có một cái vườn cây, là các cái vườn rau ấy là các thầy là tự chăm chút cho cái vườn rau ở đấy, cho nên là ăn thấy nó rất là khác luôn. Các bạn có nghe mọi người hay chia sẻ như vậy không? Đấy, thế thì tại sao lại như vậy? Là bởi vì có thể là chúng ta có thể lý giải ở một góc độ đấy là bản thân chùa hay là các trung tâm thiền là một cái nơi thanh tịnh, năng lượng nó rất là tốt, phải không các bạn? Và các thầy hay là những người chăm sóc ở đấy là những cái người mà có được cái nền tảng tư duy tốt. Và chính vì vậy cho nên là khi mọi người tham gia vào công việc, mọi người trồng rau, mọi người canh tác, nó tạo ra những cái vibration, những cái rung động ở trong đó, và nó làm cho cái cây rau ở trong đó, rồi cái trái cây ăn trái ở trong đấy á, nó phát triển và nó rất là harmony, nó rất là lành, phải không các bạn? Và chính vì vậy cho nên là khi mà thu hoạch á, và ngay cả trong cái thu hoạch thì thường thì thu hoạch thì sao ạ? Nó là một cái công việc nặng nhọc, nhưng và trong khi thu hoạch nó có thể tạo ra những cái suy nghĩ rất là khó chịu, nhưng mà nếu như một cái người mà luyện tâm ấy thì trong khi thu hoạch thì người ta làm sao vẫn có tràn ngập cái niềm vui ở trong đó, và khi mà tràn ngập cái niềm vui ở trong đấy thì những cái món đồ đấy làm sao nó đã được tác động, nó đã được phủ một cái lớp rung động là những cái năng lượng yêu thương, những cái năng lượng biết ơn, những cái năng lượng tốt lành ở trong đấy. Thì trong cái quá trình đó thì sau khi làm như vậy nó chuyển đến người người tiêu dùng, tức là người sử dụng, thì làm sao thì nó đã chứa đựng cái năng lượng tốt lành rồi, cho nên là không chỉ là gạo, không chỉ là ngũ cốc, không chỉ là trái cây, không chỉ là ấy, mà làm sao mà còn là cái sự tác động của những người tham gia vào trong quá trình đấy. Và ai trong số các bạn ở đây thấy rằng là cái ý thức, cái năng lượng của cái người canh tác tạo ra sản phẩm đấy vô cùng quan trọng ạ? Nó chứa đựng năng lượng lành ở trong đấy thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta, và lúc đó đó
Và lúc đấy á, thì bây giờ các bạn cứ hình dung đi, các bạn ăn một cái chén gạo, à một cái chén cơm, các bạn ăn một cái chén cơm của được tạo ra, được canh tác bởi những cái người mà người ta từ cái việc làm sao là chăm chút cho đất, từ cái việc gieo trồng, từ cái việc tưới nước, từ cái việc làm sao làm cỏ tất cả các thứ ấy, hay là từ cái việc thu hoạch tất cả mọi thứ, người ta đều rất là trân trọng. Người ta rất là cẩn thận trong cái việc là người ta nâng niu từng cái sản phẩm như vậy một, và người ta trân trọng, mà người ta muốn là cái người dùng đầu cuối ấy, người ta có được là cái điều tốt lành khi người ta dùng cái sản phẩm như thế này. Thì ở góc độ bạn là cái người mà sản xuất đấy, bạn là cái người sử dụng đấy, thì các bạn có thấy rằng là mình không cần phải nỗ lực mà cái lòng biết ơn nó sẽ tự nhiên là nó khởi sinh một cách hoàn toàn tự nhiên không ạ? Theo các bạn thì sao ạ? Nếu như các bạn được dùng cái sản phẩm, thực phẩm mà được người sản xuất rất là nâng niu, rất là trân trọng, rất là kỹ cẩn thận ấy, thì mình cầm cái món đồ đó trên tay á và mình ăn vào người á, thì các bạn có thấy rằng là mình cảm thấy biết ơn trên từng hạt gạo không? Đó. Thì sắp tới á, đây là một cái mà chúng tôi đấy, giống như ngày hôm qua mình nói, tôi có nói rằng là mình không lên án thế giới xung quanh, và mình cũng không có quyền tác động và chi phối hay yêu cầu người khác phải làm cái gì, phải làm cái gì. Nhưng mà mình có quyền chọn làm những cái việc trong cái phạm vi của mình. Ví dụ như là việc mình trồng cây, việc mình trồng gạo, mình trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, các thứ ấy, là mình hoàn toàn có thể mình làm được cái điều đấy. Và sắp tới là chúng tôi đang 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 trong năm nay này, trong năm nay là chúng tôi đang plan là gì ạ? Là có cái kế hoạch là để cho gọi là người trồng biết ơn tham gia vào trong cái quá trình này. Chứ và làm sao để mà mình biết ơn, mình tham gia trong quá trình mà mình đã biết ơn, thì một là hoặc là mình là một cái người có cái tâm rất là tốt, mình tham gia trong quá trình mà mình ở đó để mình phụ trách cái vai trò sản xuất, hoặc hoặc thứ hai là gì, mình là người tiêu dùng nhưng mình tham gia vào trong cái quá trình đấy, ví dụ như là đi đi vãi vãi thóc trong cái kỳ mà mình làm sao đi gieo gieo mạ đó các bạn, mình nhấy thì mình đi mình vãi và nếu như có thể thì đến khi mà có cỏ thì mình đến mình nhặt. Thì các bạn có hình dung là cái thứ mà những cái sản phẩm mà mình trực tiếp mình tham gia trong quá trình như vậy á, và mình có ở trên tay á, thì dù ít hay nhiều á, hay là dù hạt nó mẩy hay hạt lép á, thì các bạn có thấy rằng là nó cũng rất là quý phẩm, đáng quý phẩm các bạn. Đấy, thì chúng tôi đang có ý định như vậy. Năm nay có ai muốn gọi là tham vui, muốn đi lội ruộng cùng với chúng tôi để cùng gieo từng cái hạt gạo không? Đó, sắp tới ấy, là sẽ có cái hoạt động đấy, và khi mà đến kỳ ấy, là tôi sẽ thông báo, và hy vọng là chúng ta sẽ có được những người bạn tuyệt vời để làm sao để tham gia vào trong cái hoạt động như thế này. Lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều hơn và chúng ta sẽ thực sự cảm thấy làm sao là hiểu rõ hơn về cái tất cả các cái hoạt động mà nó diễn ra trong cái cuộc sống của mình đó. Ok, thế quay trở lại tiếp tục cho cái câu chuyện ngày hôm nay, đấy là gì, là chúng ta có bài học ngày hôm nay là ngày thứ thứ mấy nhỉ các bạn nhỉ? Bài học của chúng ta là ngày thứ mấy ạ? Rồi, hôm nay của chúng ta là đã đi đến ngày thứ 9, và ngày thứ 9 là ngày nam châm tiền bạc. Ai trong số các bạn ở đây muốn muốn mình muốn mình trở thành thỏi nam châm tiền bạc, trở thành làm sao ạ, là một cái tác nhân để làm sao để thu hút, để hấp dẫn tiền của mình về với mình. Thế thì nói đến cái từ nam châm ấy, ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái khái niệm nó rất đặc biệt liên quan đến tiền nhé. Thì các bạn biết là nam châm nó có mấy cực hả các bạn?
Nam châm là nó có bao nhiêu? Nó có hai cực phải không các bạn? Một cái cực hút và một cái cực là gì ạ? Là cực đẩy phải không các bạn? Vậy thì các bạn muốn là mình nằm ở cực hút hay là mình nằm ở cái cực đẩy ạ các bạn? Các bạn muốn ở ở cái cực nào ạ các bạn? Cực hút hay cực đẩy ạ? Ok, vâng, chúng ta lựa chọn là cực hút ha. Tuy nhiên ấy là tôi phát hiện ra là phần lớn nha, không phải tất cả, nhưng mà phần lớn và rất nhiều mọi người thường nằm ở trong cực đẩy. Mọi người thường nằm ở trong cực đẩy về tiền bạc. Nếu như bạn không tin ấy thì các bạn cứ làm sao ạ, cứ tự rà soát bản thân mình nhé, xem là gì, xem là mình đang là thực sự đang là cực hút hay cực đẩy đó. Ai trong số các bạn ở đây thấy là kiếm tiền nó khó khăn, ai trong số các bạn ở đây thấy rằng là sao mà mình đã làm hoài rồi, mình đã nỗ lực rất là nhiều rồi, nhưng mà tại sao mà thấy tiền nó chảy trong tài khoản của mình ấy, nó cứ nó gọi là từng giọt cái siêu này mà chậm. Nó không được liên tục đúng không các bạn? Tại sao nhìn ra bên ngoài thì nhiều người ta lại lại kiếm một cách dễ dàng đến thế, nó cứ chảy ào vào trong tài khoản của họ, tại sao cái tài khoản của mình nó lại khô khan đến thế? Đó, vậy thì ai muốn mình chuyển sang từ cái pha là từ cực đẩy sang thành cực hút ạ? Đó. Thế thì nếu như vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần phải làm sao ạ? Các bạn nhớ là chúng ta có bao nhiêu người bạn đồng hành ạ? Chúng ta có 5 người bạn đồng hành rất là tuyệt vời từ đầu đến giờ đúng không? Và hôm nay thì chúng ta đã đi được đến ngày thứ mấy ạ? Hôm nay chúng ta đã đi được ngày thứ 9, và ai trong số các bạn ở đây là từ ngày đầu tiên cho đến giờ mình tham gia đầy đủ, mình tham gia đúng giờ, mình tham gia thực hiện bài tập làm sao không có bỏ sót một tí nào, tức là mình làm hành đầy đủ tất cả các cái bài thực hành được yêu cầu từ những ngày đầu cho đến giờ. Có một câu là gì? How you do everything, how you do one thing is how you do everything. Tức là bạn làm một việc như thế nào thì bạn sẽ làm mọi việc giống như vậy. Và cái cách mà bạn tham gia ở trong cái chương trình này như thế nào thì nó cũng chính là cách mà bạn tham gia ở ngoài kia, ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Và nếu như ở đây trong 28 ngày bạn tham gia một cách trọn vẹn đầy đủ với cái sự tinh tấn của mình thì cái kết quả của chúng ta nó cũng sẽ rất là tròn trịa. Còn nếu như mà bạn tham gia mà nó không trọn vẹn, nó không đầy đủ thì cái kết quả ở ngoài kia, ở trong cuộc sống, thứ nhất là cái kết quả của hành trình này nó sẽ không được trọn vẹn, cái thứ hai là kết quả ở ngoài kia trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì nó sẽ không được tròn trịa, nó sẽ không được đầy đủ. Mọi người nắm được cái phần này mà, chứ không phải là hành trình 28 ngày này thì để mình xem nó là như thế nào. Các bạn hỏi là có hôm không vào được. Why, tại sao có những cái người vào được mà mình lại làm sao, mình lại không vào được đúng không? Tất cả mọi thứ nó không đến từ thế giới bên ngoài, mà nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ thế giới ở bên trong của chúng ta. Và mọi người cứ nói rằng là cơ hội là vô hạn. Không, cơ hội của thế giới đúng là vô hạn, nhưng mà mình phải khớp đúng cái tần số, và mình sai cái tần số là mình không chạm được vào cơ hội. Bởi vì sao? Bởi vì cơ hội nó vẫn đang tồn tại. Ai trong số các bạn ở đây đồng ý rằng là cơ hội hiện tại vẫn đang tồn tại, đúng không các bạn? Tồn tại ở rất là nhiều nơi, cơ hội ngập tràn luôn. Thế nhưng mà tại sao cơ hội đấy không xảy ra với mình? Phải không các bạn? Tại vì mình chưa ở đúng vị trí. Mình chưa ở đúng vị trí và mình không ở đúng thời điểm. Có hai thứ thôi nha các bạn. Một là đúng vị trí và thứ hai là đúng thời điểm. Đó, cho nên là mình muốn thấy được cái điều đó thì mình phải có mặt ở đúng nơi và mình phải có mặt ở đúng gì ạ? Ở đúng lúc, đúng không các bạn? Ok, còn xung quanh chúng ta còn rất là nhiều.
Đấy thì đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng, và mình phải kiên trì. Đấy, chúng ta đã đi được đến ngày thứ 9 rồi thầy, làm sao ạ? Đây là một cái điều cũng rất là tuyệt vời. Hãy chúc mừng cho tất cả chúng ta vì cái sự nỗ lực của mình. Và các bạn lưu ý rằng là gì đó, cơ hội thì vẫn luôn luôn tồn tại, chỉ có là bạn đang ở đúng thời điểm và đúng vị trí của cái cơ hội để nó xảy ra hay không. Và cái việc mà mình đang ở đúng thời điểm và đúng ở vị trí đấy, tôi không thể nào làm cho các bạn được, vũ trụ cũng không thể nào làm cho các bạn được, mà chỉ bản thân mỗi một người chúng ta làm sao nỗ lực và tự điều chỉnh bản thân. Đến nhiều khi chúng tôi lâu rồi chúng tôi không còn hay mắng mỏ mọi người, không còn hay hay theo kiểu là mắng cho nó mất mặt ấy, để rồi nó cú, rồi nó cay, nó cú, nó phải làm á. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này, đến mỗi cái việc là 5 giờ sáng còn không dậy nổi thì còn làm được cái gì trong cuộc đời này, phải không các bạn? Thường anh Dung mà nói thì cũng nhẹ thôi, không có sốc gì đâu, nhưng mà đó các bạn có thể thấy rằng là cái việc là 5 giờ sáng còn không dậy nổi thì có thể làm được cái gì trong cuộc đời này. Tự nhắc nhở mình như vậy á. Cho nên là, nhưng mà đó, nhưng mà với những ai mà các bạn có thấy không, nếu như bạn dạy được đầy đủ trong vòng 28 ngày, đều như vắt chanh, luôn luôn có mặt từ 5 giờ đầy đủ, tức là gì ạ? Sẵn sàng có ở trong Zoom để học, là gì ạ? Là ít nhất là trước 5 giờ, thì ai trong số các bạn thấy rằng là chỉ nội cái việc đó thôi trong hành trình này thì mình đã cảm thấy là gì, mình tự tin hơn về mình rất là nhiều, mình tự hào hơn về mình rất là nhiều, và mình thấy rằng là mọi thứ ở ngoài kia trở nên nhẹ nhàng, trở nên đơn giản, trở nên dễ dàng hơn, phải không các bạn? Các bạn có để ý thấy điều đấy mà. Thì cái hành trình này cũng là cái hành trình để làm sao để chúng ta trau dồi, chúng ta phát triển bản thân của mình, chính là những cái phẩm chất của chúng ta, nó quan trọng hơn tất cả những thứ ngoài kia. Chứ chúng ta không ở đây học để rồi tôi đưa cho các bạn một cục tiền, một đống tiền, mà chúng ta ở đây học để rồi sau đó chúng ta cảm thấy tự tin, chúng ta được rèn luyện những cái phẩm chất mới, và kể từ đó chúng ta đi vào trong cuộc sống với tinh thần mới, với kỷ luật mới, với cách thức mới, và chính vì vậy chúng ta tạo dựng ra một cuộc sống mới của chúng ta, phải không các bạn? Mọi người đồng ý không ạ? Thì đấy là một cái tinh thần. Thì chúc mừng các bạn đã đồng hành được cùng với hành trình của chúng ta tính cho đến bây giờ là được 9 ngày, và hãy làm sao, hãy đảm bảo là mình luôn luôn có mặt đầy đủ, mình luôn luôn đúng giờ, và mình luôn luôn hoàn thành bài tập một cách trọn vẹn theo đúng những cái chỉ dẫn, những hướng dẫn, những yêu cầu của chương trình, được không ạ? Đó. Cảm ơn các bạn. Đấy là yếu tố vô cùng quan trọng. Hãy chúc mừng những người bạn của chúng ta đấy ạ. Thì ở đây ấy, chúng ta đi đồng hành cần là gì ạ? Là chúng ta cần phải có cái người bạn thứ năm, đấy là gì ạ? Người bạn sáng suốt hay là trí tuệ, và chúng ta cần phải nhận diện ra được cái thời khắc quyết định bạn giàu hay nghèo. Ok, hello các bạn nắm được phần này ạ? Chúng ta phải làm sao ở đây, cái yếu tố là mình có nhận diện ra được nó hay không, nhận diện ra được cái thời khắc quyết định bạn giàu hay nghèo. Và các bạn hãy comment, các bạn hãy gõ là gì, là thời khắc quyết định tôi giàu hay nghèo. Đó. Cái thời khắc này vô cùng quan trọng. Có ai đó bảo là gì, mình đã nhận diện ra cái thời khắc rồi, mình biết rồi, ngày hôm nay đúng vào cái giờ đó là cái mã chứng khoán đó nó sẽ làm sao, nó sẽ đỏ lè và mình sẽ mua vào. Và đấy chính là cái thời khắc quyết định, đúng không ạ? Và đúng vào cái giờ đó là cái mã chứng khoán đấy nó xanh, nó cao kịch trần, nó tím ngắt luôn, và mình sẽ bán thời khắc quyết định. Đúng không bạn? Hay là mình quyết định rồi cái thời khắc đó là cái căn nhà đó với cái giá đó đấy là giá tốt nhất là mình sẽ mua, và sau đó làm sao đúng cái thời khắc đấy căn nhà đó cái giá nó lên và mình sẽ làm sao, mình sẽ bán, thế là mình lời. Đúng không? Cơ hội mà. Ok. các bạn có muốn là gì ạ, là nắm bắt được những thời khắc như vậy không ạ?
ai trong số các bạn ở đây muốn nắm bắt được những thời khắc đấy để làm sao để mà mình thay đổi cuộc đời của mình, để mình làm cái gì mình cũng thắng ạ. Ok. Rồi, rất là tuyệt vời. Tin vui là các bạn đã bị lầm một cách gọi là vô cùng vô cùng nguy hiểm luôn. Các bạn đã bị sai lầm trong nhận thức. Người giàu và người thành công không có đi tìm kiếm những cơ hội theo dạng như vậy. Chúng ta đi tìm kiếm cái cơ hội như vậy, nó không khác gì chúng ta đánh bạc các bạn. Nó không khác gì chúng ta đánh bạc, nhưng mà đáng tiếc là cách nhìn như vậy, cách nghĩ như vậy đã được dựng thành phim, đã được phổ biến một cách rất là rộng rãi và trở thành một cái niệm để làm sao ạ? Tức là một cái nền tảng suy nghĩ để khiến cho mọi người làm theo. Và chính vì vậy nó xảy ra cái sự giành giật. Ai cũng muốn là gì ạ? Là tìm ra được cái điểm đó. Và thế là mọi người mới bắt đầu là đi tìm, bắt đầu đi lục và bắt đầu tạo ra những cái cuộc gọi là cạnh tranh với nhau. Và chúng ta biết rằng là càng cạnh tranh, càng giành giật thì cái thời khắc đó làm sao lại càng hiếm xảy ra. Và nó đòi hỏi là gì? Là những cái người mạnh nhất đàn áp được những người khác đi thì mới làm sao mới nắm bắt được những thời khắc đó. Và điều đấy có nghĩa rằng là sự giàu có không dành cho tất cả. Nó chỉ dành cho những cá thể mạnh thôi, những cái người mà có thể làm sao chiếm đoạt, có thể làm sao lấn át người khác để làm sao để lấy cái của cải vật chất về cho mình. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là vũ trụ này giàu có vô cùng luôn, và với tất cả những cái mong muốn của tất cả mọi người trên cái trái đất này thì thưa các bạn, là của cải của vũ trụ còn nhiều hơn tất cả những mong muốn của tất cả những người đang có tồn tại trên trái đất này và về sau này nữa. Mong muốn cũng không có nhiều bằng cái năng lượng thực sự, cái của cải thực sự của vũ trụ. Các bạn có đồng ý với tôi cái điều đấy không ạ? Cho nên là việc gì chúng ta phải giành giật khi mà bản thể của nó, bản chất của nó đang có vốn vốn là có rất nhiều ạ. Đúng không ạ? Nó có nhiều cho tất cả và không giới hạn. Đúng không các bạn? Abundance. Đây là một cái thế giới dư giả đủ đầy. Abundance, cơ hội dành cho tất cả. Cho nên chúng ta không là gì ạ? Canh me cái lúc nào nó xuống để chúng ta vào và lúc nào nó lên để chúng ta ra. Bằng cách đó nó làm cho chúng ta làm sao ạ? Không còn trí tuệ nữa. Lúc đấy là gì, là mình không có trí tuệ. Tại sao như vậy? Là bởi vì đi theo logic như vậy các bạn, là logic đấy là logic gì các bạn? Đấy là logic tranh đoạt. Phải không các bạn? Đấy là logic tranh đoạt, mà logic tranh đoạt đấy là gì ạ? Là chiếm đoạt của người khác để chuyển hóa cái của người khác sang cái của mình. Và nếu như một người nào đó mà được học về Dhamma, được học về Vipassana, được học về con đường phát triển tuệ, thì chúng ta hiểu rằng là nền tảng của tuệ đấy là định, và nền tảng của định đấy là giới, và trong giới thì có năm giới, thì trong năm giới thì có một giới là gì? Không lấy của người khác, không nhận những thứ không thuộc về mình. Vậy thì bạn đi tranh đoạt có nghĩa rằng là bạn đã lấy cái thứ thuộc về người khác rồi, mọi người hình dung ạ. Và nếu như bạn đi theo cái logic là chiếm đoạt cái thứ thuộc về người khác thì bạn đã làm cho giới của mình bị mở, và giới của mình bị mở thì hệ quả kéo theo là định của mình không thể vững, và định của mình không thể vững, đây là quy luật tự nhiên nha các bạn. Nếu như giới đã mở thì cái định chân chánh là samma samadhi, là cái định chân chánh đấy không thể mạnh mẽ được. Và nếu như mà định không mạnh được thì tuệ sẽ không sáng, và tuệ không sáng thì mình không thấy được cái chân tướng của sự thật, và mình cũng không thể nào nhận diện ra được những cơ hội. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Chúng ta không đi kiếm tiền bằng cách tranh đoạt, mà chúng ta đi kiếm tiền bằng cách là gì? Là phát triển tuệ để nhận diện ra được những thứ thực sự thuộc về mình và những thứ không thuộc về mình. Mọi người nắm được cái logic, cái con đường ở đây chưa? Thì từ đây á, thì với một người có cái trí tuệ sáng suốt như vậy thì chúng ta sẽ nhận được cái thời khắc quyết định chúng ta giàu hay nghèo không phải là do người khác, không phải do thế giới bên ngoài, mà là gì ạ? Là do thế giới bên trong của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta nhận diện ra được và chúng ta hiểu được là chúng ta chính là gốc rễ của tất cả mọi vấn đề. Và ai trong số các bạn ở đây muốn thấy được
cái thời khắc quyết định chúng ta giàu hay chúng ta nghèo không ạ? Ok. Và rất là nhiều người nhiều người học cách là gì? Mình phải cạnh tranh, mình phải ra ngoài kia, mình giành cái miếng bánh, mình phải ra ngoài kia, mình giành cái thị phần. Thưa các bạn, thị phần là của chúng ta. Đúng không ạ? Là cái gì của ai là sẽ là của người đó. Cái gì thuộc về mình. cái gì thuộc về mình ấy, là nó sẽ là của mình. Ok. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ nói, tôi sẽ nói với các bạn về giới định vậy. Và đặc biệt là nếu như mà ai tham gia vào trong cái chương trình làm chủ và hấp dẫn sắp tới ấy, thì chúng ta sẽ có là gì ạ? có full một buổi để làm sao để chúng ta học về nền tảng về giới định tuệ. Ok, các bạn có muốn là chúng ta củng cố vững chắc cái nền tảng này không ạ? Bởi vì đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng luôn. Trong xuyên suốt những cái trải nghiệm của tôi về liên quan đến tiền bạc, liên quan đến cuộc sống, thì tôi thấy rằng là cái nền tảng giới định tuệ là cái nền tảng quan trọng nhất mà mình cần phải phát triển. Thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có bên liên quan đến tuệ, thì chúng ta cũng sẽ nói liên quan đến là gì ạ? Là liên quan đến cái giới. Thì quy luật ở đây á, chúng ta và cái kiến thức đó đấy, cái kiến thức nền tảng đấy, thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn ở trong làm chủ luật hấp dẫn. Và theo lịch ấy, thì nó sẽ diễn ra vào tuần sau. Nó đến rất gần rồi, đến rất gần, còn mấy ngày nữa là đến chương trình rồi. Ok, thì chúng ta thấy là gì ạ? Là quy luật bất biến về tiền bạc, đấy là gì? Là người biết ơn thì luôn đủ đầy, phải không các bạn? Và kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Và chỉ có lòng biết ơn thì mới khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên giàu có. Các bạn hãy comment là gì? Chỉ có lòng biết ơn mới khiến cho cuộc sống trở nên giàu có. Đây là một cái quy luật nhé. Người biết ơn thì luôn đủ đầy, và kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Và luôn luôn là để ý thức được là chỉ có lòng biết ơn mới khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên giàu có. Và bạn càng biết ơn thì bạn sẽ càng có nhiều tiền hơn. Bạn càng biết ơn thì bạn sẽ càng có nhiều tiền hơn. Và ngược lại, bạn càng phàn nàn thì bạn sẽ càng trở nên thiếu thốn nhiều hơn. Và hôm nay á, thì chúng ta sẽ học cách để làm sao để chúng ta thay đổi cái phản ứng của mình về tiền bạc, để biến mình trở thành cái gì ạ? Trở thành cực hút của cái thỏi nam châm. Ai trong số các bạn ở đây muốn trở thành là gì ạ? Cực hút của cái thỏi nam châm. Các bạn thấy là gì ạ? Là chúng ta có hai cái cực, đúng không? Hai cái thái cực. Một là gì ạ? Là cực hút, và một là cực đẩy, đúng không? Thế thì biết ơn là cực hút và phàn nàn là cực đẩy. Và ai trong số các bạn ở đây tự giả soát mình ấy, thì thấy là không hiểu sao mà chế độ phàn nàn nó được là automatic mà nó bật lên ở trong trong cái miệng của chúng ta. Có ai thấy là cái lời phàn nàn ấy nó buột ra khỏi miệng của mình một cách tự nhiên như đúng rồi không? Đúng không? Và khi mà cái phàn nàn mà nó được buột ra khỏi miệng của chúng ta một cách tự nhiên như đúng rồi ạ, thì bạn hiểu rằng là bạn đang là cực gì ạ? Bạn đang là cực đẩy của cái thỏi nam châm này thôi, đúng không? Và sau đó thì mình lại không thấy tiền về, thì mình lại làm sao? Mình lại phàn nàn tiếp, hay là mình lại đẩy nó tiếp? Và khi đẩy nó tiếp như vậy, mình lại không thấy tiền nó về, thì mình lại làm sao ạ? Mình lại phàn nàn tiếp. Ôi dồi ôi. tôi thấy là có nhiều người làm sao ạ? Cứ luẩn quẩn ở trong cái đấy. Và thực ra là trước đây tôi đã từng như vậy. Nhưng chỉ kể từ khi ấy, là tôi hiểu được là chỉ có lòng biết ơn thì mới khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên giàu có. Thì mình làm sao? Mình phải chuyển cực. Mình phải chuyển là mình phải chạy sang cái cực địa. Mình phải chạy sang cực hút. Chứ mình đừng mắc kẹt ở trong cực địa, ở cực đẩy nữa. Ok ạ. Thế muốn nhận diện ra được cái điều đó thì chúng ta cần phải hiểu đấy là gì? Là nguyên nhân mọi người khiến cho mọi người mãi khó khăn về tiền bạc, đó là lời phàn nàn, chính là những lời phàn nàn và cái gì ạ? Và những cái cảm xúc tiêu cực. Lời phàn nàn là cái thứ đã buột ra khỏi miệng, và cảm xúc tiêu cực là những cái mà nó cứ luẩn quẩn ở bên trong tâm của chúng ta đó. Và phần lớn mọi người đều không nhận diện ra là họ đã phàn nàn về tiền bạc. Nhưng phải hiểu rằng là nếu họ thiếu tiền thì điều đấy có nghĩa là họ đã làm sao ạ? Họ đã phàn nàn.
Các bạn nắm được rõ cái chìa khóa này chưa ạ? Cái tiêu chuẩn này nhá, để làm sao để chúng ta làm thước đo. Có nhiều người sau khi nghe xong cái phần này bảo là gì ạ? Đâu mà, nhưng mà em có phàn nàn bao giờ đâu, tại vì công việc của em nó khó, tại vì hoàn cảnh của em nó thế này, em cũng muốn như vậy lắm nhưng mà đâu có bao giờ, đúng không, em có phàn nàn bao giờ đâu. Oh my god. Các bạn có thấy không ạ? Là nó thường là gì ạ? Năm 2010, à hai hai là chín, chính xác hơn là cái năm mà tôi hiểu ra được cái bộ gọi là bộ tứ sát thủ. Bộ tứ sát thủ, có ai muốn biết cái bộ tứ sát thủ này không ạ? Có ai muốn biết bộ tứ sát thủ này? Đầu tiên là gì? Đầu tiên là bao biện. Đầu tiên là bao biện nhá. Bao biện có nghĩa là gì? Bao biện có nghĩa là với mọi việc nó xảy ra đó các bạn, là mình luôn luôn có lý do để giải thích rằng nó xảy ra một cách rất hợp lý. Ví dụ như là mình thất bại trong một cái campaign nào đó đó, thì mình bảo là tôi cũng cố gắng hết mình rồi nhưng mà cái này nó kia kia, đấy là cái gì ạ? Đấy là bao biện. Thứ hai là gì? Cái bộ gọi là sát thủ thứ hai đấy là gì ạ? Đổ lỗi. Đổ lỗi là tôi đã cố gắng hết sức nhưng người kia, người này, người kia đó, cái lỗi này không phải là lỗi của tôi mà đấy là lỗi của người người ta. Đấy là cái sát thủ thứ hai. Và cái sát thủ thứ ba ba đấy là gì ạ? Chỉ trích. Chỉ trích. Chỉ trích nghĩa là gì? Là người đó không tốt, người đó đã sai, người đó làm xấu, người đó bla 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 bla, tức là gì ạ? Là chỉ trích về những cái điểm xấu của người khác. Và cái thứ tư là gì ạ? Là phàn nàn. Phàn nàn bốn thứ năm 2009. Tôi sau khi tôi được học về luật hấp dẫn. Sau khi tôi được học về luật hấp dẫn ban đầu ấy thì tôi chỉ hiểu rằng là cái thoughts ấy thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ tạo ra cái reality, cái suy nghĩ sẽ tạo ra thực tại. Nhưng mà tôi không biết rằng là cái suy nghĩ nào thì sẽ tương ứng với thực tại nào. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Suy nghĩ tốt tạo ra thực tại tốt và suy nghĩ xấu tạo ra thực tại xấu. Nhưng mà tôi chỉ biết là thực tại của mình đã là xấu. Nhưng cái suy nghĩ nào chính là cái nhân nào nó lại tạo ra cái xấu đấy, thì phải đến một năm sau khi biết về luật hấp dẫn thì tôi mới biết được là những cái suy nghĩ nào thì nó chính là bộ tứ sát thủ. Đấy là gì? Bao biện, đổ lỗi, chỉ trích, phàn nàn. Ai trong số các bạn ở đây thấy rằng đây là chính là bộ tứ sát thủ mà mình luôn mang theo người à? Mình lại mang như như đồ quý trong nhà, lúc nào mà mình cũng mang theo luôn, không rời luôn. Mở miệng ra là, mà nếu như mà không mở miệng ra thì động chuyện là nó nghĩ trong đầu luôn á, là mình nghĩ trong đầu luôn á, có không ạ? Và ai thấy được mấy cái đồng chí này không? Một là bao biện, hai là đổ lỗi, ba là chỉ trích, thứ tư là gì ạ? Phàn nàn. Nếu như mà nhiều khi là như thế này, mình không có buột miệng, mình không nói ra bằng lời đâu. Nhưng mà ai đó mà làm sao, ai đó mà trách mình nhé, ai đó mà trách mình cái là mình có ngay lập tức có cái lý để mình bao biện ở bên trong tâm mình luôn, có không? Có không các bạn? Chân thành, trung thực đi. Rất nhiều luôn. Nó là trở thành bạn nam. Đó. Đây là cái cuốn sách giúp cho tôi thấy được cái điều đó. The Secret of the Millionaire Mind, The Secret of the Millionaire Mind. Và sau khi mà tôi đọc trong những cái đoạn đầu tiên của cái cuốn sách này luôn, các bạn nhìn thấy cuốn sách của tôi nó úa úa màu, gọi là ố rồi này, lâu lắm rồi, thì tôi mới hiểu được cái logic như thế này. Và tôi mới trời đất ơi, mình đang làm sao ạ? Mình đang mang trong người bộ tứ sát thủ, hèn chi mà tiền của mình nhé nó toàn chạy đi theo, toàn toàn là gì ạ? Là chạy ra khỏi mình thôi, bởi vì nó nhìn thấy là bốn cái đồng chí này làm sao mà nó dám lại gần được. Mình có bốn đồng chí này án ngữ ở cực đẩy, thế là xong luôn đó. Đây này, để tôi dở ra cái phần này cho các bạn xem ha. Tôi còn nhớ rất là rõ. Đây này, well five, tức là bộ tư duy thứ nhất ấy là gì?
là người giàu tin rằng là tôi tạo ra cuộc sống của tôi, còn người nghèo thì cho rằng là số của tôi nó như vậy. Và dấu hiệu nạn nhân là gì, là blame. Cái đầu tiên này các bạn, để tôi dừng cái phần chia sẻ này cho chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn. Dấu hiệu đầu tiên này, đây là bản tiếng Anh. Bản tiếng Anh một là victim clue, one là blame. Các bạn nhìn thấy chưa? Blame đó là gì? Là blame là gì ạ? Là đổ lỗi. Rồi thứ hai là gì ạ? Là justifying victim clue. Thứ hai là justifying, đấy là gì ạ? Là đây là gì ạ? Là đổ lỗi, đâu, bao biện. Một là blame là đổ lỗi cho người khác, thứ hai là justifying là gì ạ? Là bao biện cho mình. Và cái thứ ba là gì ạ? Là complaining. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Đây này, complaining. Và thêm một cái nữa là criticize đó. Thế thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây chính là những cái suy nghĩ rất không tốt, bao biện này, phàn nàn này, chỉ trích này và đổ lỗi, đúng không? Bao biện, phàn nàn, chỉ trích, đổ lỗi. Và lúc đấy á, thì tôi được thấy cái hình ảnh của Thiáp, ông làm như này: bất cứ ai đang phàn nàn thì bạn hiểu rằng là người đó đang đang tự cắt cổ thành công và hạnh phúc của mình đó. Thì mình phải hiểu rằng là gì, là mình phải xa rời những cái người đó, xa rời những cái ngôn từ đó. Mọi người nắm được cái phần này chưa? Bất cứ cái suy nghĩ tiêu cực nào, lo lắng nào, ghen tị nào về tiền bạc cũng sẽ làm cho người ta bị làm sao? Người ta bị nghèo khó đi, bởi vì bạn không thể có lòng biết ơn khi bạn đang phàn nàn và mang trong mình cái suy nghĩ tiêu cực, phải không các bạn? Dù gì đi chăng nữa, khi bạn đang phàn nàn có nghĩa là bạn không còn lòng biết ơn ở đó. Các bạn nắm rõ được cái logic này không ạ? Để từ cái việc đấy chúng ta nhận diện ra, nếu như mình không có ý thức về cái phần này thì mình đã bị cái dòng năng lượng này nó chảy ở trong cái lớp gọi là gì ạ? Lớp cận mặt của chúng ta, để và nó đang phát ra những cái rung động và nó đẩy tiền đi. Và đó là lý do vì sao mà tôi nói rằng là gì, bạn cần phải có cái gì, bạn cần phải có cái người bạn tuệ để nhận diện ra được thời khắc quyết định bạn giàu hay nghèo. Không phải là cái thời khắc mà xuất hiện cái cơ hội ngoài kia, mà cái thời khắc mà nó xuất hiện cái dòng năng lượng đang hút hay là đang đẩy tiền về phía mình, đúng không các bạn? Mọi người nắm được cái logic ở đây chưa? Không phải là ở ngoài kia xuất hiện cơ hội là hôm nay sàn sẽ đỏ, thế là tức là chứng khoán sẽ giảm, thế là mình sẽ vào, và hôm nay chứng khoán tím, thế là mình sẽ ra. Không phải như vậy. Đấy không phải là thời khắc quyết định chúng ta giàu hay nghèo, mà là gì, mà chúng ta phát hiện ra là trong tâm mình á, nó đang xuất hiện lòng biết ơn, hay trong tâm mình nó đang xuất hiện cái gì ạ? Cái phàn nàn, đúng không bạn? Mọi người hiểu được cái điều này chưa? Chúng ta chính là thời khắc chúng ta đang phàn nàn là chúng ta trở thành cực đẩy, là chúng ta đang đẩy tiền ra khỏi mình. Thời khắc chúng ta đang biết ơn, đấy là chúng ta làm sao? Chúng ta đang thu hút tiền về phía mình, được không ạ? Cứ từ cái phần như vậy thì mình mới làm sao? Mình mới mới hiểu được là mình giàu hay nghèo là bởi vì cái gì. Và rất là nhiều người họ không biết được cái điều này, họ lại bao biện, họ lại bảo là đâu em có phàn nàn về cái điều đó đâu, đâu tôi có phàn nàn về cái việc đấy bao giờ đâu. Đấy là họ chuyển sang cái gì ạ? Đang từ phàn nàn sang thành cái gì các bạn? Quân bài thứ hai là bao biện. Đâu em cố gắng, em nỗ lực lắm rồi đấy, nhưng mà tại vì cái người này, tại vì cái người kia, đúng không? Chuyển sang thành là đổ lỗi, bao biện, đổ lỗi, đúng không? Thì đấy là những cái nhân tố làm sao rất là nguy hiểm. Thì chúng ta phải thôi không chơi cái vai trò nạn nhân đi, để làm sao mà chúng ta cần phải làm sao nhận trách nhiệm về mình. Và chúng ta hiểu rằng là có thể là gì, phải ghi nhận là cái dòng năng lượng đó mình đã thúc đẩy dòng năng lượng xấu khiến cho mình trở thành cực đẩy, mà mình cần phải, bây giờ mình phải học chuyển để làm sao sang cái dòng năng lượng tốt, đúng không ạ? Để mình trở thành cực cực hút. Ai trong số các bạn ở đây muốn mình trở thành cực hút để làm sao để mình hút tiền về với mình ạ? Thì cái khoảnh khắc ở đây ạ, thì có một cái thực tế rất là vui như thế này.
Một ngày chúng ta có theo các thống kê thì các cái nhà tâm lý học ấy thì người ta đã đo bằng cái việc người ta tracking cái sóng não mà chúng ta phát ra bên ngoài. Thì trung bình một ngày á là chúng ta có tầm khoảng 60.000 cái suy nghĩ nó xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu một cái điều như thế này. Nếu như 60.000 cái suy nghĩ trong tâm chúng ta luôn luôn liên quan đến vấn đề về tiền bạc, tập trung vào tiền bạc thì nó sẽ làm cho bạn cực kỳ mệt mỏi luôn. Nó dỡ. Và chúng ta phải hiểu là trong 60.000 suy nghĩ đấy á, thì nó liên quan đến nhiều khía cạnh, ví dụ như mối quan hệ, khía cạnh về sức khỏe, khía cạnh về công việc và khía cạnh về giải trí, rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Chứ không phải là trong 60.000 suy nghĩ đấy thì cái nào nó cũng là gì ạ? Liên quan đến vấn đề về tiền bạc, mọi người hình dung ạ. Thế thì vậy thì cái suy nghĩ liên quan đến vấn đề về tiền bạc thì nó sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta khi nào? Thì thường là nếu như công việc hàng ngày của bạn không có thường liên quan đến tiền bạc thì nó sẽ không có xuất hiện suốt ngày đâu, mà nó chỉ làm sao ạ? Nó chỉ xuất hiện khi nào có động chạm đến tiền bạc. Khi nào có động chạm đến tiền bạc, đúng không? Và cái lúc mà động chạm đến tiền bạc có nghĩa là gì? Thường thì nó xuất hiện vào hai cái thời điểm. Một là chúng ta thu tiền vào và hai là gì? Chúng ta chi tiền ra. Mọi người nắm được cái phần này chưa? Thế thì liên quan đến lúc mà thu tiền ấy, giống như ngày hôm trước chúng ta đã học cái bài đấy là gì ạ? Là tiền bạc nhiệm màu rồi ạ. Thì ai trong số các bạn ở đây thấy rằng là cứ mỗi một khoản tiền đó nhảy vào trong tài khoản của mình nhé, tin nhắn nó tinh lên cái ấy, thì mình cảm thấy làm sao là mình yêu cái giây phút đó vô cùng luôn ấy. Các bạn có có thấy cái phần đấy không ạ? Thì cái việc mà có cái cảm xúc tốt về tiền bạc ấy, lúc mà tiền đến với mình ấy, là cái chuyện hết sức là dễ dễ dàng rồi, đúng không? Ai đó trả tiền cho mình cảm thấy là gì? Ngập tràn niềm vui luôn. Thế nhưng có một cái điều mà mọi người bị hỏng, mọi người không quản lý được, đấy là gì ạ? Nó không phải là cái cảm xúc lúc mà chúng ta làm sao ạ? Chúng ta thu tiền, mà chính là cái cảm xúc lúc mà chúng ta chi tiền, chính là cái lúc mà chúng ta phải chi ra một cái khoản nào đó. Và người ta thường phàn nàn vì người ta không đủ tiền để chi cho các hóa đơn, và vì họ áp lực về kiếm không đủ tiền để làm sao để chi. Đó, các bạn nắm rõ phần này không ạ? Ví dụ như là bạn trong túi của bạn không có nhiều tiền thì khi mà mình ra bên ngoài và mình mua một cái món đồ nào đó mà mình phải trả ra một cái khoản tiền thì lúc đó các bạn có thấy xót tiền không? Mình phải trả cho người khác một khoản tiền, đặc biệt là mình phải đi trả nợ ấy. Mình có xót tiền không các bạn? Có ai cảm thấy xót tiền lúc đó và mình cảm thấy tiền ra đi, trời ơi, tiền lại ra đi và lại cảm thấy tiếc nuối, có không ạ? Đúng không? Thế là trời ơi, số tiền của tôi lại ra đi mất rồi, bây giờ tôi chỉ còn lại một chút tiền thôi, đúng không các bạn? Đấy, và cảm thấy làm sao? Xót và cảm thấy làm sao? Đắt đỏ, đúng không? Sao mà trời ơi, bán cái gì mà mắc thế, giá này giá có phải cắt cổ người ta hay không, đúng không? Thì đấy là gì? Đấy là cái cảm xúc mà tiêu cực, cảm xúc phàn nàn. Nó làm sao? Nó diễn ra khi mà làm sao ạ? Khi bạn chi tiền ra dù bất cứ lý do nào, và thông thường thì như một cái automat, như một cái công tắc tự động là nó diễn ra ở đây là gì? Mọi người hay phàn nàn vào đúng khoảnh khắc mà người ta chi tiền ra bên ngoài. Và đây chính là khoảnh khắc, thời điểm bạn chi tiền cũng là thời điểm bạn quyết định là gì ạ? Bạn giàu hay nghèo. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Đó, thì cái cách thức ở đây là gì? Là chúng ta phải chuyển cái khoảnh khắc này thành từ phàn nàn sang là gì ạ? Là khoảnh khắc biết ơn. Vì vì nếu như mà bạn tỏa ra cái phàn nàn thì bạn đã là nam châm, để bạn đang ở cực đẩy để làm sao để thu hút cái việc tiền nó không đến với mình ở trong cái chu kỳ tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy là tiền thu vào, sau đó chi ra, sau đó lại thu vào, sau đó lại chi ra, phải không các bạn? Liên tục là in and out, vào và ra. Thế thì khi mà mình thu vào khi mình thu vào thì mình vui, nhưng khi mà mình chi ra đó thì chính vào khoảnh khắc chi ra mà mình phàn nàn thì nó tạo ra một cái rung động không tốt, và nó lại tạo ra cái nhân là gì? Chu kỳ tiếp theo tiền nó không vào được nữa. Mọi người hình dung ạ? Đấy là cái khoảnh khắc rất là quan trọng nha. Thì chúng ta hiểu rằng là làm sao để chúng ta chuyển hóa cái suy nghĩ từ phàn nàn sang biết ơn, thì chúng ta thay đổi cái sự tập trung của chúng ta vào đây.
hiểu rằng là gì, với mọi hóa đơn được gửi đến cho chúng ta, với mọi khoản tiền chúng ta được chi ra, thì nó cũng đồng nghĩa với việc là gì, là một cái giá trị nào đó nó đến với mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cuộc sống đâu phải là giống như kiểu trong lúc là chúng ta đang đi và bị cướp nó đến, nó giật cái túi của mình và mình bị mất tiền đâu, mà chúng ta đang chi tiêu mà. Và khi chúng ta đang chi và chúng ta đang tiêu như vậy thì sao ạ? Thì sẽ phải tương ứng với một cái giá trị hàng hóa nào đó được đưa đến với mình chứ. Thì thay vì mình tập trung vào số tiền nó được đi, nó phải đi ra, thì mình tập trung vào cái giá trị mà nó đã đến. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Ví dụ như bạn bạn vào quán và bạn ăn, bạn bạn ăn đúng không? Thế thì cái đến với mình ấy, là cái đồ ăn, thì mình tập trung mình biết ơn cái đồ ăn đi. Tại sao mình lại tập trung vào cái việc tiền nó đi ra, đúng không ạ? Hay là mình đi siêu thị, các bạn đi siêu thị và mình mua đồ, từ là gì, là kem đánh răng đến là giấy vệ sinh đến là bát đũa tất cả các thứ ấy, mà mình đứng ở quầy thu ngân ấy, mình trả tiền thanh toán cái cho cái cô đứng ở quầy thu ngân ấy, thì mình được nhận về nguyên cả cái xe hàng cơ mà, phải không các bạn? Thế thì mình tập trung vào cái gì ạ? Mình tập trung vào giá trị, những cái giá trị mà mình nhận được. Hay là bạn đi bệnh viện trả tiền các hóa đơn mua thuốc các thứ ấy, thì mình hiểu rằng là mình có thuốc để làm sao, để mình chữa trị cho cái căn bệnh của mình. Hay là bạn đi mua quần áo cũng giống như thế, mình trả tiền để làm sao, để mình có một cái bộ đồ rất là đẹp và mình tập trung vào cái giá trị đẹp này, đúng không bạn? thì ngay cái thời điểm đó đó, thì các bạn nhìn thấy là với những cái gì mà nó đang đến với mình thì mình cảm ơn cái điều đấy, đúng không? Vì vậy cho nên làm sao là với cái khoản tiền mà nó đi ra, các bạn hình dung là với khoản tiền mà nó đi ra như vậy, thì mình làm sao cảm ơn số tiền này vì bạn đã giúp tôi có được giá trị dịch vụ này. Mọi người, các bạn nắm được idea này chưa? Luôn luôn thiết lập cái ý thức về về cái lòng cảm ơn, và mình cảm ơn số tiền này vì đã giúp cho tôi có được cái giá trị này. Và nếu như là một cái khoản nợ mà mình bảo là tiền, trời ơi, mình kiếm vật vã mình mới kiếm được số tiền này, thế rồi cũng phải đi trả nợ hết, đúng không? Thế thì câu hỏi đặt ra là trước khi mình phải trả cái khoản nợ thì mình phải đi vay, phải không các bạn? Mình phải đi vay, đúng không? Và có ai trong cái lúc mà mình đang thành thơi, trong cái lúc mình đang rất là dư giả tiền, trong cái lúc mình chọn gọi là tiền đầy túi á, mà mình lại đi dở hơi, mình đi bảo là gì, ê, có ai dư tiền và đưa tôi vay và tôi sẽ trả lãi rất nhiều không? Tôi sẽ làm ơn bố thí để làm sao bạn cứ đưa tiền cho tôi đi, rồi tôi sẽ mang lại tiền cho bạn bằng cách là tôi trả lãi, trả lời các thứ cho bạn không? Không, đúng không bạn? Các bạn hình dung là gì? Trong cuộc sống mọi người không đi vay tiền để tự nhiên là mất tiền, mà chúng ta chỉ đi vay tiền khi nào ạ? Khi mà chúng ta có một cái việc gì đó rất quan trọng mà mình cần phải sử dụng nhưng mình không có đủ tiền, phải không bạn? Và mình phải đi vay, đúng không ạ? Mình cần phải nhờ cậy cái sự giúp đỡ của người khác để người ta giúp cho mình có khoản tiền để mình giải quyết được vấn đề của mình, phải không bạn? Mọi người hình dung không ạ? Thế thì rõ ràng là hôm nay, nếu như hôm nay mình trả nợ, mình kiếm tiền về nhưng số tiền đấy lại phải dùng để trả nợ thì sao ạ? Thì mình phải hiểu rằng là nhờ có cái khoản tiền mình đi vay trước đó, nó đã giúp cho mình giải quyết được vấn đề trong quá khứ, và cái vấn đề đấy nó đã cứu mình một cái thời điểm nào đó. Thế thì bây giờ ấy, thì khi mà mình trả nợ ấy, thì mình sao? Mình cảm ơn cái người đã cho mình vay tiền, mình biết ơn họ, mình cảm ơn họ, và mình trả lời, và mình trả tiền gốc và mình trả tiền lãi với cái lòng biết ơn, đúng không? Cảm ơn bạn bởi vì lúc đấy đã cho tôi mượn cái số tiền này, bởi vì nhờ đó mà bây giờ tôi mới có thể làm sao ạ? Là hồi và tôi mới có thể kiếm được cái số tiền này để làm sao? Để tôi trả lại cho bạn. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Tức là gì? Là mình phải nhìn vào cái chiều giá trị của mình. Và khi bạn nhìn vào cái chiều giá trị của mình á, thì mình sẽ luôn luôn thấy biết ơn cái điều này. Và một cái yếu tố thứ hai nữa là tại sao mà có những người khi mà chi ra lại bảo là gì ạ? Nhưng mà nó mắc quá, đúng không bạn? Nhưng mà nó mắc quá. Nó mắc là bởi vì chúng ta đã bị mắc kẹt ở trong một cái suy nghĩ là gì? Là thế giới này là thiếu thốn về tiền bạc, đúng không? Nó mắc quá chỉ thể hiện là bạn tự thấy mình không đủ tiền để chi trả cho cái việc đấy. Và tại sao bạn lại thấy mình không đủ tiền để chi trả cho việc đó? Là bởi vì tâm của bạn được cài đặt ở cái tư duy là thiếu thốn. Và chính là cái tư duy thiếu thốn đấy, nó làm cho chúng ta bị mắc kẹt trong sự thiếu thốn. Các bạn rõ phần này chưa? Bạn không dám tin rằng là mình sẽ có nhiều tiền hơn, mà không dám tin rằng là thế giới này dư giả đủ đầy, mà không dám tin là sẽ có thêm, có thêm, có thêm và còn rất nhiều nữa.
Đúng không? Chúng ta bị mắc kẹt ở trong sự thiếu thốn đấy và chúng ta không dám chi và chúng ta sợ mất, chúng ta sợ làm sao nó bị hụt đi, nó bị hụt đi. Đấy là tư duy thiếu thốn. Mọi người nắm được cái phần này chưa? Và chính là tư duy thiếu thốn này là nhân tố khiến cho mình tự định nghĩa mình là nghèo. Rất là nhiều người bảo là gì ạ? Tôi muốn trở nên giàu nhưng mà cái này nó mắc quá. Thế thì bảo là gì ạ? Đâu tôi có nghĩ về cái việc nghèo đâu. Tôi từ xưa giờ thầy nói làm sao ấy, làm sao có bao giờ tôi lại nghĩ rằng là tôi không muốn tiền được cơ chứ. Oh my god, bao biện chưa, đổ lỗi chưa, có phải đấy là đang bao biện không, đấy là đang đổ lỗi cho người khác không, đấy là đang từ chối cái việc là tôi đã suy nghĩ về sự thiếu thốn và sự thiếu thốn đấy chính là nhân khiến cho tôi bị nghèo không, đúng không các bạn? Mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa? Thì từ cái việc này thì mình phải làm sao? Thay vì á lẩm nhẩm câu từ là tiền, trời ơi cái này muốn cắt cổ người ta hay sao, muốn muốn ăn cướp của người ta hay sao mà bán mắc thế, cái này nó chỉ có một xíu như này thôi mà bán mắc như vậy à, ăn cướp của người ta à? Các bạn hiểu đúng không? Có ai thường làm sao ạ, là hay có thể làm sao mạnh dạn thì nói ra miệng, còn không thì lẩm nhẩm chửi thầm trong bụng như vậy không? Cái đấy là vô cùng nguy hiểm nha. Mà thay vì điều đó đó thì bạn hãy làm sao ạ? Tôi đã thay đổi được cái cách nhìn như vậy từ từ khi mà chúng tôi đọc ở trong cái cuốn The Power, ở trong cuốn Sức Mạnh nha các bạn. Có ai đã có cuốn Sức Mạnh rồi? Thì trong cái cuốn Sức Mạnh đấy thì Ronald Byrne đã đưa ra một cái cấu trúc tư duy và tôi thấy rằng là nó đã giải phóng chúng tôi ra khỏi cái sự mắc kẹt về sự thiếu thốn và cảm thấy nuối tiếc khi mình phải chi tiền. Thì Ronald Byrne nói rằng là gì? Là khi mà tôi chi một cái khoản tiền cho một cái ai đó thì tôi thay vì tôi cảm thấy trời ơi tiền đi ra này, tài khoản của mình hụt đi này, thì tôi lại cảm thấy là gì? Ồ, tôi nhận được cái món đồ này. Và chúng ta hiểu rằng để tạo ra được cái món đồ này thì cái người bán cho mình ấy, hay cái người sản xuất ấy, người ta phải bỏ ra nguyên liệu, người ta phải bỏ ra công sức, người ta bỏ ra thời gian, trí tuệ để người ta tạo ra được cái sản phẩm có giá trị này. Và mình có xứng đáng được sử dụng sản phẩm có giá trị cao hơn không? Các bạn, theo các bạn thì các bạn có muốn được sử dụng sản phẩm có giá trị cao hơn không ạ? Thế thì chúng ta hiểu một điều là để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn thì mình cần phải có nhiều vốn hơn, mình cần phải bỏ ra nhiều tiền và nguồn lực hơn, đúng không các bạn? Có nghĩa là mình cần nhiều nguồn lực hơn. Và muốn có nhiều nguồn lực hơn thì mình phải thu về được nhiều tiền hơn thì mình mới làm được cái điều đấy. Và vì vậy cho nên là tôi là người muốn sử dụng cái sản phẩm giá trị dịch vụ cao. Vậy thì tôi luôn luôn khi tôi chi trả cho người khác thì tôi nói một câu là gì ạ? Cảm ơn bạn vì bạn đã tạo ra cái món đồ này cho tôi để tôi có thể sử dụng. Và tôi ước gì tôi có thể chi được nhiều tiền hơn cho bạn. Để làm sao? Để bạn có được nhiều tiền hơn, bạn có nhiều cái nguồn lực hơn, bạn có thể đầu tư để nâng cấp cái sản phẩm của mình, để từ đó tôi lại được sử dụng cái sản phẩm có chất lượng cao hơn, vì tôi xứng đáng được sử dụng những sản phẩm đó. Mọi người nắm được idea này chưa? Thế thì từ cái việc như vậy thì chúng ta làm sao? Chúng ta thay vì là giảm giá được không, bớt được chút nào hay không, ui dồi ôi nhà mình đợt này khó khăn lắm, đợt này kiếm không được nhiều tiền, bớt nữa đi có bớt được không nữa, đúng không? Thì thay vì đấy mình hỏi là gì? Cảm ơn bạn vì mình nói là cảm ơn bạn vì đã mang lại cho tôi cái giá trị và tôi ước là tôi có thể có được nhiều tiền, tôi có thể chi được nhiều hơn cho bạn để làm sao để bạn có thể đầu tư để nâng cấp, để cải thiện cái sản phẩm của bạn và từ đó làm sao tôi lại được sử dụng cái sản phẩm có chất lượng cao hơn và sản phẩm chất lượng cao hơn thì làm sao thì chất lượng cuộc sống của tôi sẽ được gia tăng, raise your standard, đúng không, nâng cao cái tiêu chuẩn của bạn, mọi người hình dung ạ? Thì bằng cách đó thì chúng ta thay vì chúng ta tìm cách là giảm bớt cái chi mà thực tế là bí mật của cái việc giàu lên là gì ạ? Tăng cái chi, đúng không? Nếu như mà mình sử dụng cái món đồ đó hết 100.000, mình làm sao mình tăng thêm cái chi là mình trả bao nhiêu, 110.000 hay 120.000 để làm sao để mình làm sao mình biết ơn cái người đã tạo ra cái sản phẩm dịch vụ này. Và khi mà tôi có cái anh bạn này anh rất là đặc biệt, đi đâu ấy là anh cứ làm sao anh cứ hỏi là có thể chi thêm được không và anh ấy làm sao, ví dụ như là giả sử như đi nhà hàng mà đồ ăn tầm khoảng 300, mà các bạn biết không ạ,
thì anh còn dúi thêm 200 đến 500 cho cái người phục vụ luôn. Ai trong số các bạn ở đây thấy rằng là người giàu hơi bị hay luôn ạ? mình tìm cách mình gia tăng cái phần chi tiêu của mình, và khi mà mình gia tăng cái phần chi tiêu như vậy á thì sao ạ? Thì các bạn biết đoán xem lần sau mình quay trở lại thì cái người phục vụ ở đó đó, cái người mà đứng ở đó để người ta phục vụ ấy, người ta sẽ làm gì ạ? Trời ơi, người ta nice vô cùng luôn, người ta chu đáo vô cùng luôn, người ta tận tình vô cùng luôn. Và thế là gì? Là mình lại được hưởng những cái dịch vụ nó rất là tuyệt vời đó. Hoặc là khi mà tôi đi Mỹ khi đi Mỹ thì sau nhiều năm đi thì kinh nghiệm của tôi là đã trong cái hành trình đi ở bên đó thì mình không có ở homestay, mình không có ở B&B, bởi vì mình là cái người gọi là ở nơi đất khách quê người thì mình cứ 5 star mà mình ở, cứ 5 sao 5 sao 5 sao. Bởi vì sao? Bởi vì đằng sau cái 5 star 5 sao ấy thì nó làm sao? Nó là cái sự an toàn, nó là cái sự đảm bảo và nó là cái sự tiện nghi trong cái quá trình mà mình đi như vậy. Cho nên là trước đây tôi có một cái viết đấy là gì ạ? Nâng cao cái chuẩn của mình là đi đâu làm gì thì cũng làm sao khách sạn 5 sao, khách sạn 5 sao thì đến bây giờ làm sao nó đã hình thành cái việc đó. Nhưng ở trong khách sạn 5 sao ấy, thì nó có một cái rất là thú vị là sau khi mình ăn xong ấy, mình ăn ở trong khách sạn đấy ấy, thì trong cái bill ấy thì nó sẽ làm sao? Nó thường ở văn hóa là Mỹ là nó sẽ làm sao là mình sẽ tip. Nhưng mà ở trong cái bill ấy, ở khách sạn 5 sao ấy, nó không gọi là tip mà nó gọi là gì ạ? Gratitude. Gratitude các bạn ạ, gratitude fee, gratitude, đúng không? Có nghĩa là ví dụ như cái bill này là 100 đô thì ở đấy nó ghi thêm là gratitude, thì bạn có thể thêm là gì ạ? Là 20 đô, 30 đô, 40 đô, tùy, đúng không bạn? Thế thì nó không gọi là tip, là bo, là cho, bố thí, mà làm sao ạ? Mà là gratitude, là cái tiền mà mình trả thêm để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với sự phục vụ mà cái nhà hàng này và những nhân viên phục vụ ở trong đấy người ta đã mang đến cho mình. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy là cái khái niệm nó hoàn toàn khác biệt. Và chính và trong đó thì tự nhiên bản thân tôi thì tôi thấy là lần nào cũng vậy, mình cũng sẽ ghi một cái con số vào trong cái phần cái bill đó mọi người hình dung ạ. Và những người khác cũng vậy, thì điều này có nghĩa là mình càng biết ơn nhiều hơn thì mình lại càng làm sao nhận được về nhiều hơn, đúng không ạ? Thì đây là cái góc nhìn, thay vì mình nói rằng là ô sao cái món đồ này đắt thế, làm gì mà cũng tính là chặt chém lại định moi tiền của tôi đấy à, thì bạn hãy làm sao, bạn hãy trả thêm, bạn hãy làm sao ước gì mình có thêm nhiều tiền để mình có thể chi trả cho những cái người đang phục vụ, đang tạo ra những sản phẩm giá trị cho mình đó. Thì lúc đó làm sao mình nhận về được những cái sản phẩm có giá trị cao, phải không các bạn? Và bằng cách đấy, thứ nhất là đằng nào thì mình cũng nhận được giá trị. Vì vậy cho nên là mình biết ơn cái điều đó và mình ước là mình có thể có được nhiều tiền hơn. Vì sao? Bởi vì làm thế nào để cái nhà sản xuất người ta nâng cao được cái chất lượng sản phẩm của họ? Nếu như họ bán được hàng và họ có được lời thì họ sẽ có được nguồn vốn, và người ta có vốn thì người ta sẽ lại tái đầu tư, phải không các bạn? Bằng cách đấy tất cả mọi thứ phát triển. Thế còn bây giờ mình là cái người mua hàng mà mình lúc nào cũng đòi là rẻ ngon, xong rồi lại bổ, xong rồi lại phải làm sao? Rẻ. Thế thì 3 bữa là cái quán đấy sập tiệm, đúng không các bạn? Dập tiệm thì thôi, hết ngon, hết bổ, hết rẻ. Nó không có động lực cho sự phát triển. Mà làm sao ạ? Ngon, đương nhiên rồi. Bổ, đương nhiên rồi. Và không có rẻ. Mà làm sao? Xứng đáng. Xứng đáng. Chi xứng đáng. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Chứ còn chúng ta cứ gọi là gì ạ? Là khôn hết phần thiên hạ. Đúng không ạ? Ai cũng vậy. Khôn lắm, khôn hết phần thiên hạ luôn. Và đến nỗi là thiên hạ sập luôn. Đúng không ạ? Thì cái đấy là không tốt tí gì cả. Ok, mình phải thấy là mình xứng đáng được phục vụ và mình cũng xứng đáng làm sao chi cái khoản tiền như thế. Và ai trong số các bạn ở đây thấy là khi mình được chi nhiều tiền ấy, mình cảm thấy mình cũng very VIP, đúng không các bạn? Đúng không các bạn? Thì đấy là cách thức để chúng ta chuyển hóa cái giây phút mà làm sao ạ? Chuyển hóa cái giây phút mà tiền ra khỏi mình, thay vì phàn nàn, thay vì cảm thấy tiếc, thay vì cảm thấy sót, thay vì cảm thấy mất đi, thì làm sao mình chuyển hướng là gì? Cảm ơn, biết ơn vì mình đã nhận được điều này, vì mình đã nhận được điều kia, và cảm ơn vì mình đã có cái số tiền đó để mình có thể chi, và cảm ơn là bởi vì mình có thể có được nhiều hơn nữa để mình có thể chi hơn nữa cho cái việc đó. Thay đổi hoàn toàn, và đấy chính là thời khắc khiến cho bạn giàu.
mọi người nắm được cái idea này chưa? Đấy chính là thời khắc khiến cho bạn giàu, không phải là một ngày 24 giờ lúc nào cũng nói về tiền bạc, nhưng vào giây phút mà bạn chi tiền cho bất cứ cái sản phẩm dịch vụ nào, hãy cảm ơn số tiền mình đã có để mình có thể chi, hãy cảm ơn cái giá trị mà mình đã nhận được, hãy cảm ơn cái người đã tạo ra cái giá trị đấy để có thể mang đến cho mình, và hãy cảm ơn là gì ạ? Là cái nguồn lực của vũ trụ làm sao mang đến cho chúng ta cái sự abundant, cái sự dư giả, cái sự đủ đầy để mình có đầy đủ nguồn lực để mình được tận hưởng cái cuộc sống sung túc thịnh vượng. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Đúng không? Và đấy là cái thái độ, đấy chính là cái khoảnh khắc nó quyết định bạn giàu. Một lần, từng lần bạn làm, bạn sẽ thấy có cái sự đấu tranh ở bên trong tâm của mình. Nhưng hãy làm sao? Bằng cái tuệ của mình, hãy quan sát cái phản ứng trong chính tâm của mình, chứ không phải là nhìn ra thế giới bên ngoài. Phản ứng tâm của mình và điều chỉnh từng cái chi tiết nho nhỏ như vậy thôi, thì bạn cũng sẽ cải thiện cuộc sống của bạn, và sẽ thay đổi được cuộc sống của bạn, và sẽ nâng cái tần số của bạn lên một cái level cao hơn, và từ đó bạn sẽ attract và sẽ thu hút những cái người làm sao ạ? Người ta cũng sẵn sàng trả nhiều tiền cho bạn để làm sao? Để bạn có thể tạo ra được giá trị cho họ nhiều hơn. Đúng không các bạn? Cuộc sống chúng ta là gì ạ? Là một cái nền kinh tế mà có sức làm sao ạ? Cái sức mua nhiều thì có nghĩa rằng là nó sẽ thúc đẩy cho sản xuất, và nó thúc đẩy cho sản xuất thì nó cũng làm sao nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mọi người ở trong cuộc sống, và đấy là nền kinh tế thịnh vượng, phải không các bạn? Thì nó phải bắt đầu từ chính bản thân chúng ta thấy rằng chúng ta xứng đáng được chi tiêu. Và chính từ cái điều đấy á, thì bản thân tôi á, về sau này á, tôi đi mua các thứ á, là tôi cũng làm sao ạ, không còn đàm phán nữa. Vì sao? Bởi vì mình hiểu rằng là gì ạ? Đàm phán có nghĩa là mình đã làm sao, mình đã cố gắng là giảm chi tiêu của mình, nhưng giảm chi tiêu khiến cho mình làm sao cảm thấy là mình không có đủ, đúng không bạn? Và mình đã bị mắc kẹt vào trong cái tư duy của sự nghèo nàn thiếu thốn rồi, thì mình thay đổi cái điều đó. Mình luôn luôn ước rằng là gì ạ, mọi người sẽ có nhiều người bảo nhưng mà hớ thì sao, mình mua mà mình không đàm phán, mà mình không ấy, mà mình người ta đưa cho mình cái sản phẩm nó sao không tốt thì sao, mình bị hớ thì sao? Không liên quan đến cái hớ, chúng ta cứ sợ mất, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không dám, thành ra chúng ta lại cứ bị mắc kẹt. Mà hiểu rằng là vũ trụ sẽ, ví dụ như lần này người ta có thể đưa cho bạn cái sản phẩm mà nó không đúng chất lượng, thì bạn có quyền là ngưng sử dụng cái sản phẩm của cái nhà cung cấp đó cho chu kỳ tiếp theo, để bạn chọn một cái nhà cung cấp làm sao người ta có thể mang đến cho bạn cái giá trị sản phẩm làm sao là cái dịch vụ nó tốt hơn, phải không bạn? Nhưng bạn không bị mắc kẹt về cái việc bạn không có đủ tiền. Mọi người nắm được cái idea này chưa? Đấy là gì? Là chúng ta thay đổi cái nhận thức của mình. Từng biết ơn, mỗi khi bạn thanh toán một cái hóa đơn ấy, hãy viết lên trên đó là gì? Cảm ơn vì đã thanh toán, đúng không? Cảm ơn cái này đã thanh toán. Và nếu như bạn chưa có đủ tiền, đúng không? Không đòi hỏi là lúc nào mình cũng có phải đầy đủ, đúng không? Nhưng mà nếu như mà làm sao ạ? Mình chưa có đủ tiền thì mình vẫn luôn luôn là luôn luôn tin rằng mình sẽ có đủ tiền cho cái việc này. Nhưng cái chuyện đấy đương nhiên rồi, tiền đang về, đúng không? Vũ trụ nợ tôi để tài khoản ngân hàng vũ trụ làm sao cả hàng tỷ đô cơ mà, cho nên làm sao là hôm nay cái ATM nó bị mắc kẹt một tí thôi, tôi chưa rút được, chứ còn làm sao nó vẫn ở đó. Đúng không các bạn? Đúng không? Cho nên làm sao cảm ơn vì số tiền đó, cảm ơn vì số tiền. Nếu như bạn nhận được cái hóa đơn gửi đến từ internet thì bạn hãy forward vào trong email của mình với cái tiêu đề đấy là gì ạ? Cảm ơn vì số tiền. Và bạn có thể trong ngày hôm nay ạ, bạn có thể làm sao ạ, tìm ra 10 cái hóa đơn gần nhất trong cái khoảng thời gian gần đây ạ, sau đó bạn viết vào từng cái hóa đơn đấy những cái bill cảm ơn đã thanh toán, 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 đúng không ạ? Và từ hôm nay trở đi ạ, thì bạn hãy áp dụng với tất cả các hóa đơn của bạn, tất cả những cái khoản chi đều làm sao ạ, cảm ơn vì số tiền, cảm ơn đã thanh toán, cảm ơn vì số tiền, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok không ạ? Bao nhiêu trong số các bạn ở đây có thể làm được cái việc này ạ? Và chỉ cần là nếu như bạn làm được cái việc này, có lần đấy, buồn cười lắm. Khi mà tôi đi mua đồ, thỉnh thoảng thì chúng tôi làm sao ra siêu thị tôi mua đồ, và lúc mà nó in ra cái bill thì thường là cà thẻ, và sau đó là cái bạn nhân viên ấy là bạn sẽ đưa cho chúng ta hai liên, phải không ạ? Một cái là mình sẽ giữ lại và một cái là mình sẽ ký xong mình hoàn lại. Thì làm sao là tôi ký lên trên đó và tôi vẽ cái mặt cười và tôi làm sao viết là cảm ơn đã thanh toán và tôi đưa cho bạn đó, và khi mà bạn nhìn thấy, bạn ấy nhìn thấy cái mặt của bạn phì cười ra. bạn ấy rất ngạc nhiên vì tại sao mà mình làm sao mình lại viết cái mặt cười ở đây, xong mình lại viết cảm ơn đã thanh toán. Thì họ có thể không biết, mình cũng không cần phải giải thích cái này đi kia, nhưng mình biết rằng là gì ạ?
đây là cái giây phút cảm ơn, trời ơi mình được mua cả bao nhiêu đồ như thế này cơ mà. Thế là mình nhìn loà rẻ là ngày hôm nay gia đình mình sẽ dùng cái này, gia đình mình kia, tất cả mọi thứ là tiền phải không các bạn. Và mình cảm ơn từng cái khoảnh khắc đó, cảm ơn từng cái chi tiết đó, thì tự nhiên mọi thứ nó thay đổi. Và tôi thấy là đúng là thu nhập nó cũng thay đổi các bạn ạ. Nó cứ vào đều hơn. Mình đang đi, mình làm cái việc này, mình thậm chí ngay cái lúc đi shopping các bạn, có một cái điều thú vị. các bạn hình dung là có một cái điều thú vị là rất nhiều lần, rất tình cờ là sao các bạn biết không ạ? Là mình đi bởi vì mình willing, mình sẵn sàng cho cái việc này và mình cảm thấy bây giờ đúng là cái niềm vui mua sắm rồi, mình được chọn đồ. Thế là có những cái thú vị là trước khi mình bước chân vào trong cái shop đấy thì là sao ạ, để mình mua đồ ấy, thì tự nhiên là gì ạ? Điện thoại nó làm sao nó tinh lên cái, và cái số tiền làm sao cũng xích sát cho cái việc làm sao cho cái việc shopping đấy. Hoặc là có những hôm thì nó không phải là gửi vào cái lúc mình chuẩn bị đi vào, mà làm sao mà mình chuẩn bị đi ra đó, đang đứng ở cái quầy thanh toán tự nhiên lại có tinh một cái tin nhắn nó chuyển là gì ạ? Là cái số tiền làm sao là cũng xích sát với cái khoản tiền mà mình cần phải mua. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy vũ trụ thật là hay phải không các bạn? Vũ trụ gửi tiền đến cho mình theo cái cách thức nào đó mà mình không hình dung được. Vì sao? Bởi vì các bạn biết đấy là chúng ta, nếu như bạn nào mà học kinh doanh thông minh 4.0 cùng với tôi ấy, thì chúng ta biết là mình có thể xây dựng được cái hệ thống mà nó kinh doanh online và tự động phải không các bạn? Thế thì có nghĩa là tiền nó chuyển đến với mình any, gọi là bất cứ lúc nào và mình đang ở đâu cũng thế. Vậy sao? Bởi vì hệ thống nó đang hoạt động, tức là mình làm sao có hôm đang ở như này đang chuẩn bị cà thẻ thì nó tinh rồi. Hoặc có hôm lại cà thẻ xong thì nó lại tinh, có hôm làm sao đi ra khỏi cái trung tâm đấy thì nó tinh, và nó luôn luôn ở trong cái trạng thái là gì ạ? Là balance như vậy. Và chúng ta hiểu rằng là vũ trụ luôn luôn làm sao ạ, là cân bằng cho chúng ta phải không các bạn? Và mình làm sao cứ sống với cái sự biết ơn, mình nhìn vào các khoản tiền chi ra và mình cảm thấy biết ơn, và mình nhìn vào các khoản tiền thu vào mình cũng cảm thấy biết ơn, luôn luôn là dạ, sống với lòng biết ơn, thì tự nhiên là cuộc sống chúng ta được chuyển sang cái thế giới sung túc dư giả đủ đầy. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn sống trong một cái vũ trụ thịnh vượng như thế, trong một thế giới thịnh vượng như thế ạ? Thì chúng ta hiểu rằng là cái điều đó nó vẫn đang tồn tại, chỉ có điều là mình đang cản trở mình hay không, hay là mình đã đưa mình đến đó, đúng không ạ? Và làm sao để mình đưa mình đến đó, mình hãy nạp đầy năng lượng biết ơn bên trong con người của mình và loại đi những cái tư duy tiêu cực nó đã cản trở mình. Ví dụ như từ ngày hôm nay trở đi á, là bốn cái anh chàng bộ tứ sát thủ ấy là phải làm sao ạ? Phải nói là gì ạ? Tôi không còn là bạn của cậu nữa, mời bạn hãy đi ra khỏi thế giới của tôi, đúng không ạ? Từ giờ trở đi không còn phàn nàn, không còn bao biện, không còn chỉ trích và không còn đổ lỗi nữa, mà luôn luôn là dạ, là biết ơn và biết ơn. Thì lúc đó thì bạn đã chuyển từ cái cực dạ, từ cái cực đẩy sang cái cực dạ, sang cực hút, để làm sao để bạn thu hút tiền về phía mình, đúng không ạ? Kể cả trong lúc bạn đang chi tiền thì bạn cũng đang làm sao, đang hút tiền về phía mình, đúng không ạ? Tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và ai trong số các bạn ở đây có thể làm được cái điều này ạ? Bao nhiêu trong số các bạn ở đây có thể là thực hành được cái điều này, để và các bạn có tin rằng khi bạn thực hành được cái điều như vậy thì cuộc sống các bạn sẽ thay đổi không? Các bạn có tin không? Đó, chắc chắn đi, hãy tin tôi đi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã thấy ở trong chính cái hành trình cuộc sống của chính bản thân mình, thì tôi tin rằng là nếu như bạn thực hành được thì cuộc sống của bạn cũng sẽ có những cái sự chuyển biến, và chúng ta có thể thấy được cái điều đó trong ngày hôm nay, tuần sau, tháng sau và nhiều năm nữa trong tương lai. Chúng tôi cũng chia sẻ cái điều này từ cách đây nhiều năm rồi, và đến bây giờ tôi cũng đã thấy nhiều người đã thay đổi được cái điều đó. Thì cơ hội là dành cho tất cả, và ai thực hành người đó sẽ đạt được kết quả. Ok không ạ? Cảm ơn các bạn. Thì bài tập thực hành ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tiếp tục là lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy vui vẻ và biết ơn, và sau đó bạn viết ra lý do vì sao mà bạn lại biết ơn với điều đấy. Và sau đó chúng ta đọc lại cái danh sách và chúng ta nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và một cái phần rất thú vị nữa là lấy ra các hóa đơn chưa thanh toán, và sau đó làm sao chúng ta thể hiện là những cái khoản hóa đơn nào, từ học phí này, từ tiền điện, tiền nước, các thứ mà bạn chưa thanh toán á, thì bạn thể hiện lòng biết ơn bằng cách làm sao? Viết ra dòng chữ là gì? Cảm ơn vì số tiền.
cảm ơn vì số tiền, cảm nhận sự biết ơn vì mình có cái số tiền để mình tạo, mình có thể thanh toán cho cái hóa đơn đấy, dù là bạn đang có tiền hay không nhá. Không quan trọng là bạn đang có tiền hay không, mà mình làm sao mình cảm nhận là mình biết ơn vì mình đã có cái số tiền để mình có thể thanh toán cho cái hóa đơn này, được không ạ? Và bạn lấy ra 10 cái hóa đơn bạn đã thanh toán trước đây và thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách làm sao? Viết lên những dòng chữ là cảm ơn vì đã thanh toán, cảm thấy biết ơn vì mình đã có cái số tiền đó để làm sao để mình thanh toán, được không ạ? Các bạn nắm được cái phần bài tập này chưa? Thực hành đầy đủ tất cả những khoảnh khắc tiền đi ra, nhìn vào tất cả các khoản chi ra và hãy để đồng tiền đi ra bởi sự biết ơn. Hãy hình dung là một cái vị khách tốt đấy, và khi họ đi ra khỏi nhà mình trân trọng và mình biết ơn họ. Đoán xem điều gì sẽ đến với họ, đoán xem họ sẽ làm gì, họ có muốn quay trở lại với bạn không, đúng không? Với một người khách làm sao, là người ta ở trong nhà bạn, người ta được bạn chăm chút, chiêu đãi, và sau đó họ ra về bạn lại thể hiện cái sự biết ơn đối với họ, thì đoán xem là người đấy có muốn quay lại thăm bạn trong cái thời gian tiếp theo không? Đó, họ sẽ quay trở lại, đúng không? Vì vậy cho nên là gì ạ? Là khi đồng tiền đi ra khỏi cái tài khoản của bạn, hãy trân trọng, hãy biết ơn, cảm ơn vì đã đến với tôi và cảm ơn vì làm sao bạn sẽ quay trở lại. Ok không ạ? Đó, thì chúng ta hãy thể hiện chúng ta hãy thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với điều đấy. Và buổi tối trước khi đi ngủ thì hãy nhớ cầm hòn đá nhiệm màu và rà soát lại những điều tốt đẹp nhất ở trong ngày của bạn, và sau đó làm sao cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và nhớ dành ra một chút thời gian để làm sao để đọc các phương pháp nhiệm màu cho ngày mai. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng với tôi trong buổi học ngày hôm nay, và chúc cho các bạn sẽ luôn luôn ngập tràn lòng biết ơn trong mọi khoảnh khắc ở trong cuộc sống của mình, và chúc cho các bạn sẽ trở thành cực hút của thỏi nam châm tiền bạc. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi học ngày mai. Xin chào tạm biệt các bạn.